we sail a little bit high. Ra số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Ôm bố ta to, to to nâng nó bố bố số ra đây. Ôm bố ta to, ta ra đây cho ăn chiên chầm lấy. Ôi, sớm lát đây cùng bò, ra đây bò bò xây chầm đà. 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Số gì đây, số gì đây, giờ đây đời nhá. Dương trần âm ti cách xa, lòng nhớ nhau nhiều. Ta yêu quý anh đến khi hơi tàn, xuống miền dưới tài. Là thầy trần, thương men tràn đau thương. Cao xanh trời chẳng thương cho tình đầy. 47, 47, 47 là 47. 47, 47 số gì đây, có hai gì đây, hai gì đây. Người quý anh tôi đừng thương lượng tiếc. Chuyện đành cam giang dỡ hẹn thề. Trong đoàn trường kia đấy em chiên mang, là đừng gì ta cũng không đo đài. Hẹn nhau tiếp lại xin có nhà xuân dày. Gặp tiếng kêu hơi tình lang, tình lang. Em vì ai không quán nhóc nhằn. Người hẹn thề xưa quyết không phải nhau, vì gì tình yêu dấu cho hy sinh. Dù mà tố hôn ba cách chi chiều này, có 27, 27, 27, 27, 27, cái 27 số gì đây, cái số gì đây, số gì ra. Số gì đây, cái số gì ra, số gì ra. Cái tháng này đây trời đông mà lạnh quá. Lạnh gì mà như cục nước đá. Chứ lạnh này không phải lạnh ngoài da. Lạnh của mấy mẹ bông cô đơn chưa chồng. Đêm nằm lạnh qua mà lộn lại. Thấy trong lòng lạnh lẽo cái nào sao. Muốn sách chiếu khoa ngủ cạnh với anh ở bên này. Trời ơi, giữa trời giữa đêm mà thức giấc cái là ảnh trầm. Trời ơi, 45, 45, 45, 45, 45. Cái hai gì ra, hai gì ra, hai gì đây. Con gái nó nhớ là thương nè. Con gái nó thương là nhớ. Con gái nói một là hai. Con bê đê nói hai là một. 21, 21, 21, 21, 21. Số gì đây, số gì đây, số gì ra. Mùa đêm năm trường sơn tâm.
17, con 17, con 17, con 17, cuộc đời gì ra mấy, gì đây mấy, gì ra mấy, gì đây số gì đây, số gì đây, xin tí nương dành tâm yêu cho câu nữ như trọn đời thợ chồng, dù lối kia cũng là dâu không xanh và không dưới nuôi, mãi cũng nhờ cơn thái nương 18 năm nuôi con dùng ta ở sau đó em quên sao đành bà phi yêu cho nỗi đau đã vui chôn. 54 54 con 54 54 54 54 mấy gì ra số gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy chế ơi làm ơn nhớ cho nhớ chồng có tâm tin từng tạo em chính xác bởi do đâu mà ra sân si à tâm kế cạnh người bóng rồi người bơi dễ thương rồi quán tam kêu ca dành tranh không suy xét trắng đen ngon về sau tờ vé giữ lại vé của dòng loại này nha khán giả nhá, để chúng ta cùng nhau kiểm tra. Ra khán giả nào đầu nhà chúng ta mạnh dạng bước lên sân khấu à. Và tờ vé màu vàng ghi là 1054 18 có 1 23 có 2 49 có 3 52 có đủ. Chúc mừng bạn. Ký hiệu vòng loại 1053 18 có 1 23 có 2 52 có 3 49 có đủ. Và dòng loại này đã có hai chủ nhân may mắn nha, còn khán giả nào may mắn đồng giày nữa không à. Bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu đến với thể lệ là quay banh. Ai lớn nhất chúng ta sẽ được nhận qua gấu lớn, và lớn nhì chúng ta sẽ được nhận qua sản phẩm y nguyên đang cầm trên tay. Và đặc biệt hơn, đêm nay chúng ta sẽ được nhận qua sản phẩm đặc biệt, đó là một chiếc TV Asenjo màn hình LED nha anh chị nha. Và mỗi tờ vé trên tay là khuyến mại 20.000 đồng, chúng ta được mua một vé và tặng một vé. Bây giờ xin mời các bạn mình nhớ ủng hộ nha anh chị nha. Dạ mấy anh mấy chị ơi, ở trên này bên cánh trái sân khấu này chúng ta có những chiếc ghế nè. Anh chị vào đây đầu tư cho mình mỗi một phần người một chiếc ghế nha, để chúng ta ngồi xuống thoải mái để thưởng thức chương trình này đặc biệt rất là dài. Và ngay từ bây giờ vẫn là 10.000 đồng cho tòa làm vé tiếp tục anh chị. Có ai đến trước chúng ta ủng hộ trước và đến sau chúng ta ủng hộ sau. Và ai có cơ may mua vé trước rồi đó, chúng ta có nhiều thời gian chúng ta kiểm tra lại. Vì mỗi tòa làm vé nhiều khi có sự sơ xuất của nhà in, số lưu, số mờ, dư số và thiếu số. Các nhà mình nhớ kiểm tra kỹ lại một lần nữa, để chúng ta cùng nhau dò số để khỏi mất quyền lợi các nhà mình trong thời gian chúng ta dự tuổi nha. Và bây giờ trên tay mọi thành viên chúng tôi vẫn là 10.000 đồng. Đây là Cần ơi, đó bên đây. Ba nào có nhu cầu mua vé giơ tay giùm em anh chị. Đó, một vé là một cơ may, một vé là một niềm hy vọng nha. Và thu cái này ta bày kèm hát thất bại làm lại thành công. Và bây giờ không để tất cả quý vị chờ đợi, chúng ta bắt đầu dò số à. Mấy gì đó, ai đi sao mới tới mà rất móc ra 10.000 ủng hộ. Kiều cờ luôn số gì đó, mấy gì đó, và mấy ba vé là gì? Mấy gì ra lên bên trên ba vé đây ba vé đây ba vé đây tay ơi tay kế bên luôn mấy hai người luôn. Mấy gì ra đây mấy gì ra cái nhà 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 đây 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 em ơi có đây mấy vé một vé kế bên một vé đó một hai là bốn vé còn hai nữa giơ tay giùm em à. Mấy gì ra đây mấy gì ra đây là quả. Mấy gì ra đây mấy gì ra số gì đây tôi số gì đây số gì ra trên sông cả giang có một cái mình cầu đàn cái đường đi gặp bạn tôi
là nàng lưu kim đinh. Còn 19, còn 19, còn 19, còn 19, còn 19, còn 19 mới một con số đầu tiên con bốn gì đã cam ly ơi, từ này không còn nữa. Chú mắt anh là chú biết anh rồi. Cam ly buồn, giọng nước cũng buồn thôi. Theo năm tháng, tình tôi đã trôi qua rồi. 41 ơi, 41 cái đấy 41. 41 cái 41 số gì đây, có mấy gì đã hai gì đây, có hai gì đây, hai gì đây. Về quê em giấu xa nhưng mà vui ghê, ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau về. Về quê em nhớ ôi sao mà vui ghê, vừa pha qua sông cháy tim rộn ràng khói dê. Vừa nhà em cháy cây từ đầu xuân xuê, bóng cây vừa xanh mát cho con đường đã về. Nhìn dòng sông giữa chân cao chẳng mắt mẹ còn lần lớn tiếng bao thăm tình chung đây. 27 27 mấy gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra. Và chim chim và sao sao anh ơi, đừng có một tiếng nhạc nữa hết để cho bà Thượng hát. Gà chiên 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 mà tự tin liền luôn em. Gà sao sao sao, gà chiên bơ nấu cà ri, gà xe phai 52. 52 mấy gì ra số gì đây, một tờ gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra. Ai hát chiều nay trên dòng sông giam cò, để tóc em tung bay trong chiều lòng gió. Dòng sông yêu thương ơi, dòng sông quê hương, ngàn năm trôi qua xuống đời thêm thương quá. Dù bão phong ba sông càng thêm mặn mà, như tình đôi ta mãi mãi chung tình thì còn số chín. Còn số chín là tâm vé tờ hơn. Và dòng lời đẹp đã có chủ nhân may mắn nha. Khán giả ơi, giữ lại vé giùm em nha. Vì banh ra chỉ có 5 con số thôi. Đây là trường hợp rất là khả kháng. Để chúng ta cùng nhau kiểm tra lại nha. Chỉ mới có 5 con banh thôi mà nó đã có kinh. Ký hiệu vòng loại tờ vé màu xanh chính là 1030. Con số vừa điểm ra là con số 9. Số 9 có 1. 27. 27 có 2. 41. 41 có 3. 52. 52 không có là không được. Và trong loại này đã có chủ nhân hợp lệ hoàn toàn. Khán giả mình có quyền ghi tên và số điện thoại của mình vào tờ vé mà chúng ta chưa may mắn nha. Để tí xíu nữa sẽ có nhân viên thu góp à. Và ký hiệu vòng loại chủ nhân thứ 2 1040. Số 9 có 1. 27. 27 có 2. 52. 52 có 3. 41. 41 lụm gạo. Và trong đây này vẫn là hai chủ nhân may mắn nha. Thế tới lời chờ chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị đến với chương trình là quay số. Trời đất ơi, mới có 5 con banh mà hai người đàn ông có. Hai bạn cứ quan kia đi hai bạn. Đó, bốc số nha. Ai lớn nhất chúng ta được nhận con gấu to. Và lớn gì chúng ta được nhận giữ nguyên cái tặng phẩm ta cầm trên tay. How far can we get if we sell a little?